Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Hy vọng những thông tin trong bản tin của ngày hôm nay sẽ đem đến cho quý vị và các bạn thật nhiều thông tin bổ ích và thú vị. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi nội dung chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Triệu Lệ Dĩnh vài năm trở lại đây là nữ diễn viên hàng đầu Trung Quốc. Cô thu hàng chục triệu đô la nhờ đóng phim cũng như đầu tư vào các công ty và hợp đồng quảng cáo. Theo Miro Media, vợ chồng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiểu Phong sở hữu khối tài sản ước tính hơn 1 tỷ nhân dân tệ, khoảng 154 triệu đô la. Trong đó, Triệu Lệ Dĩnh có khả năng kiếm tiền giỏi hơn chồng cũ. Theo nguồn tin của trang QQ, Triệu Lệ Dĩnh làm chủ 3 công ty sản xuất phim và là cổ đông lớn của 7 công ty khác. Thu nhập của nữ diễn viên còn đến từ các xây đóng phim, thủ lao quảng cáo. Triệu Lệ Dĩnh đồng thời là gương mặt đại diện của hơn 10 thương hiệu lớn cả trong nước và ngoài Trung Quốc. 5 năm qua, Triệu Lệ Dĩnh luôn thuộc top nghệ sĩ kiếm nhiều tiền nhất giới giải trí Hoa ngữ. Năm 2017, theo công bố từ Forbes, Triệu Lệ Dĩnh kiếm được 190 triệu nhân dân tệ, 29,2 triệu đô la, đứng thứ 13 trong danh sách. Phùng Thiểu Phong đứng thứ 92 với 40 triệu nhân dân tệ, khoảng 6,1 triệu đô la. Năm 2020, Triệu Lệ Dĩnh leo lên đứng thứ 7 trong nhóm nghệ sĩ có thu nhập cao nhất. Cô hiện sở hữu bất động sản tại Bắc Kinh và Thượng Hải. Theo trang Sina, Phùng Thiểu Phong cũng đầu tư vào 7 công ty khác. Ngoài ra anh còn là con trai của ông chủ của một công ty may mặc có tiếng tại Thượng Hải. Vấn đề phân chia tài sản của cặp sao sau khi ly hôn không gặp nhiều khó khăn vì cả hai không có ràng buộc kinh tế. Từ khi kết hôn năm 2018, công việc của họ ít liên quan đến nhau. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiểu Phong thông báo kết hôn vào ngày 16 tháng 10 năm 2018, trùng với sinh nhật của nữ diễn viên. Cặp sao nên duyên khi đóng chung trong bộ phim Tây Du Ký, Nữ Nhi Quốc và Mình Lan Truyền. Tháng 3 năm 2019, nữ diễn viên họ Triệu sinh con đầu lòng, bé được cha mẹ giữ kín hình ảnh trước truyền thông và người hâm mộ. Trong thời gian chung sống, hôn nhân của Phùng Thiểu Phong và Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên vướng phải tin tức tiêu cực. Do cả hai chưa tổ chức lễ cưới, Triệu Lệ Dĩnh bị cho là không được nhà chồng yêu mến, có con nên mới đăng ký kết hôn.